Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bể trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, lộc trời ban xuống, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hợp vía thần tài, đúng tháng 10 âm lịch 2024, nổ lộc trúng lớn, tiền bạc chất cao như núi, an nhàn hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung sướng. Quý cô bác anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, tin nhắn này được gửi đến cho Quý Sửu, người đang xem video đến cuối, hy vọng khi Quý Sửu xem được video này, Quý Sửu có thể cười lên nếu Quý Sửu đang khóc, dịu đi nếu Quý Sửu đang giận dữ, cười lên nếu Quý Sửu đang buồn bã, nước mắt nhòa đi để mọi thứ trôi qua. Tin nhắn này được gửi đi để hy vọng khi Quý Sửu xem được video này, Quý Sửu có thể hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ, xả mọi ưu tư vào cõi đời ô trọc, trả lại hết tiêu cực về với vũ trụ bao la. Có thể tin nhắn này không làm được nhiều như thế, có thể nó chỉ dẫn dắt tâm trạng, cảm xúc của Quý Sửu một chút mà thôi, nhưng dù thế nào cũng mong Quý Sửu sẽ ổn. Còn lại hãy tiếp tục chiến đấu, tiếp tục kiên cường, tiếp tục bao dung cho chính bản thân, không nghĩ ngợi về những sai lầm của quá khứ và mạnh dạn bước tiếp nhé Quý Sửu. Quý cô bác anh chị Quý Sửu đều biết cuộc sống này là vô thường, ngày mai sẽ ra sao là điều khó lòng đoán trước. Đâu đó những tai ương, khổ nạn luôn trực chờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, có người chọn mạnh mẽ, cứng rắn để bước qua, nhưng cũng có người lại chọn trốn tránh bỏ cuộc. Một số người cho rằng, trong cuộc sống có những lúc Quý Sửu cần phải sống bao dung mà bỏ qua mọi việc, vừa là để bản thân được thanh nhàn, vừa là để người khác được nhẹ lòng nơi cuộc sống xô bồ bon chen này. Chính tấm lòng chất phát, lương thiện đó đã tạo nên một tuổi Quý Sửu sinh 1973 khi cứng rắn trước bão giông, khi lại mềm mỏng trước nhiều biến cố của kẻ yếu đuối hơn mình, đến thần Phật cũng cảm nhận được tấm chân tình của bản mệnh. Và trước đây có bão giông, mưa rào đến đâu không cần biết, chứ trong tháng 10 âm lịch tới đây, tuổi Quý Sửu được dự báo sẽ được ung dung hưởng lộc, tiền tỷ đầy hai tay, cực may và giàu có nếu như xem hết video này. Đầu tiên, tổng quan tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người sinh tuổi Quý Sửu mang mệnh mộc, được gọi là tang đố mộc, tức gỗ cây dâu. Do mang đặc tính của mộc, nên đa phần người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thường rất hiền lành, đôi lúc có phần nhút nhát. Họ sống thật thà và có lòng nhân từ lớn, ít khi thấy họ tỏ ra cáu gắt hay làm hại ai bao giờ. Nếu họ trót làm hại ai thì cũng vô cùng áy náy và dằn vặt bản thân. Trong cuộc sống, người tuổi Quý Sửu rất cần cù, chịu khó. Họ có chí tiến thủ nhưng không quá tham vọng với quyền lực. Có thể nói những người sinh năm Quý Sửu tính cách khá trầm ổn. Họ là người sống thực tế và tỉnh táo, không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng tới chuyện công việc. Nếu chỉ dựa vào tình cảm thì khó lòng thay đổi được suy nghĩ cũng như quyết định của người này. Có nhiều chuyện nếu người khác xin ý kiến của họ thì chắc chắn họ sẽ thường nghiêng về phương án an toàn. Nắm chắc phần thắng trong tay nhất, họ rất tự tin và không bao giờ chịu thỏa hiệp, cũng ghét sự yếu hèn, bạc nhược. Tính cách khô khan và cứng nhắc, lại thẳng thắn, trực tính, nên người tuổi Sửu sinh năm 1973 dễ gây phật lòng, đắc tội với người khác. Đây là nhược điểm mà người này nên khắc phục. Những người tuổi Quý Sửu đã có gia đình thì càng phải hài hòa hơn. Đừng tranh cãi với con cái của mình, hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có. Yêu thương gia đình, tạo nhiều cơ hội và điều kiện để các thành viên trong gia đình nói chuyện tâm tình với nhau.
Cuộc đời người tuổi Quý Sửu có gặp nhiều khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Chúng ta hãy cùng nhìn lại quãng đường mà Quý Sửu đã đi qua. Kỳ thực trải qua sóng gió của cuộc đời, Quý Sửu cũng tôi rèn ra con người mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Quý Sửu luôn nhìn thấy vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Quý Sửu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột, bất kể đứng từ góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc là không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Quý Sửu như là một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh, sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ và mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Quý Sửu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình để khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Quý Sửu, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh sáng mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền tâm vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Nếm trải cuộc đời, kỳ thực Quý Sửu cũng hiểu được rằng một đời người có thể gặp phải rất nhiều sự tình. Tựa như mỗi lần chớp mắt lại là một vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy ra khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Cũng như vậy, một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất bình thường. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng, khinh mạng bạn, đơn vị làm việc bất công làm tổn thương bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không để mặt mũi bạn, hết thảy những điều này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu cả ngày dây quanh mình là những chuyện suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn, được mất, lòng dạ hẹp hòi như thế, sao có thể thảnh thơi mà sống cho được. Tuy nhiên, chính bởi hội tụ trong bản thân tinh hoa của người mệnh mộc, nên Quý Sửu là người sống công bằng, cởi mở, coi trọng lý lẽ và các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Chính nhờ vậy mệnh chủ Quý Sửu có cho mình những mối quan hệ chất lượng, nên hỗ trợ được rất nhiều người trong cuộc sống cũng như sự nghiệp phát triển không ngừng, gặt hái được sự thành công nhất định về địa vị cũng như tài lộc cho bản thân. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2024, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 gặp nhiều khó khăn trong vận trình, nhưng cũng có được các tinh cao chiếu. Chỉ cần quý vị hiểu rõ được vận mệnh thì ắt sẽ có cách hóa giải mà đón được nhiều các lành, tránh được điểm dữ trong cuộc sống của mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Về cơ bản thì tháng 10 âm lịch của người tuổi Quý Sửu có hung có cát, nhưng may mắn vẫn chiếm phần nhiều. Chỉ cần bạn chịu chăm chỉ, tập trung làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, có thiên đức cát tinh nâng đỡ, nên mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn, đúng như dự kiến của bạn. Quan hệ xã giao hài hòa, giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời, do chịu ảnh hưởng của mộc dục. Trên phương diện tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình. Chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư giả cho hiện tại và cho cả tương lai. Theo tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Quý Sửu âm lịch, việc ký kết hợp đồng cũng có thể xem xét tiến hành vào khoảng thời gian này. Cốt là bạn chú ý, tỉ mỉ kiểm tra các điều khoản, không để xảy ra sai sót do sơ ý. Đáng tiếc là chuyện tình cảm bạn chưa có những dấu hiệu quá tích cực, tuy dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục. Người độc thân đã biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và được nhiều người quan tâm hơn,
song bạn chớ nên quyết định đến với ai một cách quá vội vàng khi chưa thực sự hiểu rõ về đối phương. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Quý Sửu thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Quý Sửu có thể sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong tháng 10 âm lịch này. Tất nhiên, để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Được thiên đức cát tinh trợ mệnh, người tuổi Quý Sửu dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ bạn và chỉ các bạn một hướng đi, giúp cho bạn khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Thời điểm này, bạn nên cởi mở với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ làm quen được với quý nhân. Đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc các kế hoạch tương lai. Người đi theo con đường học tập, thi cử cũng thường đạt được kết quả tốt trong thời điểm này. Bạn tập trung cố gắng, lại thêm đầu óc minh mẫn, khiến không khó khăn nào có thể cản bước, bạn có thể gặt hái được thành tích mà mình đã đặt ra. Tuy nhiên, mộc dục xuất hiện lại cho thấy một số người rơi vào cảnh cả thèm chóng chán, việc gì cũng muốn làm nhưng lại dễ bỏ dở giữa chừng. Bản mệnh nên hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này, bạn làm việc gì cũng sẽ dở dang, không đạt thành tích tốt, lại thường xuyên gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Nếu không xác định được định hướng cho mình, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm nhé. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 10 năm 2024, tuổi Quý Sửu âm lịch, phương diện tài lộc của bản mệnh có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này. Với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, bạn thường lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Dưới tác động của thiên đức cát tinh, các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt, bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng. Do đạt được thành tích cao trong công việc, đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tháng 10 âm lịch này, bản mệnh có thể tốn một khoản tiền vào các vấn đề liên quan đến ăn mặc, chân diện, đặc biệt là với nữ giới. Bạn dần biết quan tâm hơn đến ngoại hình của mình và có xu hướng mua sắm khá thoải mái. Nhưng cũng nhờ vậy mà bạn xây dựng thêm được các mối quan hệ tốt đẹp trong cả công việc và tình duyên. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song do ngũ quỷ hung tinh có xuất hiện, nên bạn vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc bạn lơ là để tìm cách hãm hại, đánh lừa bạn, khiến bạn lâm vào rắc rối dẫn đến mất tiền hao của. Về phương diện tình cảm, gia đạo, phương diện tình duyên của người tuổi Quý Sửu có hung có cát trong tháng này, đòi hỏi bạn phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử. Chớ quyết định chuyện tình cảm theo cảm xúc nhất thời, kẻo phải tổn thương trong tương lai. Dưới tác dụng của thiên đức cát tinh và nguyệt lệnh lâm mộc dục, bản mệnh với vẻ ngoài hấp dẫn và tính cách cởi mở, dễ dàng thu hút được ánh mắt của người khác giới. Đây là dấu hiệu khá tích cực với người độc thân, nhưng nếu bạn đã lập gia đình, thì đây lại là khởi nguồn của nhiều rắc rối. Khi nhận được lời mời làm quen của nhiều người, những ai còn độc thân có thể xem xét giữ quan hệ bạn bè với đối phương trước. Không nên quá vội vàng tiến những bước xa hơn, hãy tiếp tục trò chuyện với đối phương trước, đến khi hai người hiểu rõ hơn về nhau rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Người đã lập gia đình cần giữ khoảng cách thích hợp với người khác để tránh những điều tiếng không hay, những lời bàn ra tán vào. Dù có phải là thật hay không, cũng dễ gây ảnh hưởng đến danh dự và hạnh phúc gia đình của bạn. Tốt nhất làm việc gì bạn cũng nên suy nghĩ cho người thân, tránh buông thả theo cảm xúc nhất thời. Vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu hơn cho nhau, đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, hai người hãy bình tĩnh trao đổi, thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được. Về phương diện sức khỏe, nhìn chung, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu khá ổn định, bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng.
có chăng cũng chỉ là những bệnh giặt giảnh do thay đổi thời tiết. Lại thêm việc khoảng thời gian này bạn đã chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, nên cơ thể có dấu hiệu khỏe lên trông thấy. Thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, bạn cũng nên hạn chế tụ tập liên quan với bạn bè đồng nghiệp hoặc thường xuyên gọi đồ ăn ngoài. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên ở nhà với gia đình nhiều hơn, sinh hoạt điều độ và nấu những món ăn có lợi cho sức khỏe. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 10 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tháng mới của người tuổi Quý Sửu, bước sang tuần mới, vận trình của bản mệnh khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu hàng tuần tất bật vất vả, nhưng đổi lại, thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Sự nghiệp là phương diện tốt nhất trong tuần này của người tuổi Quý Sửu, sự nỗ lực và tinh thần cầu tiến, giúp bạn ghi điểm trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp. Đây là dấu ấn lớn nhất trong tháng, tạo tiền đề cho bạn tiến lên trong thời gian còn lại. Tình hình kinh doanh buôn bán trong tuần khá khả quan, đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn, có thể chọn người tuổi Tỵ hoặc Tý để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Quý Sửu được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận, khắc khẩu, nhưng rồi đâu vào đó. Mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, bản mệnh vốn bướng bỉnh, lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền chặt. Sức khỏe của những chú trâu không có gì đáng lo ngại, chỉ một lần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, tiết trời thay đổi, bản mệnh cần bổ sung đủ nước cung cấp cho cơ thể hoạt động, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang dưỡng vận: Quý nhân, Dậu, Tý; Tiểu nhân, Mùi, Mão. Màu sắc may mắn: đen, vàng. Con số phát tài: 22, 56, 65. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2024. Xem tử vi hàng tuần của người tuổi Quý Sửu cho thấy không có quá nhiều dấu hiệu bất lợi có thể ngăn cản bước tiến thành công của mệnh chủ trong tuần này. Thái Dương và Thiên Diêu như hai cánh tay đắc lực, có thể trợ lực mạnh mẽ, giúp những chú trâu vượt mọi khó khăn thử thách để gặt hái thành quả tốt đẹp. Tinh thần làm việc hăng say, nhất là nam mệnh, được Thái Dương phù trợ, soi sáng tư duy, khai thông trí tuệ. Làm việc gì cũng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định sáng suốt, thu về kết quả ưng ý. Khả năng cao người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về tăng lương, thăng chức trong tuần. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã định liệu trước, nên không có gì quá bất ngờ. Dù sao nhận được tin vui cũng nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng, hay ít nhất là đánh dấu hỷ sự. Tình hình tài chính của tuổi Quý Sửu khả quan, có thể bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu khá lớn trong tuần, có thể là đi du lịch xa, mua nhà, mua xe. Tự dưng tài khoản tích lũy bị hỏng mất những con số dài, tinh thần có chút bất an, nhưng đổi lại bạn sở hữu cho mình những món đồ giá trị, cũng xứng đáng thôi. Trong tuần, tuổi Quý Sửu cần chú ý đôi chút về phương diện sức khỏe. Một vài dấu hiệu bất thường xuất hiện, kèm theo những biểu hiện đáng ngại, nhất là vấn đề da dẻ, xương khớp. Ngoài việc dành thời gian chăm sóc da, bản mệnh đừng quên luyện tập thể dục, thể thao, để cơ thể bài tiết độc tố ra bên ngoài, và hãy nhắc nhở bản thân đi ngủ sớm, uống đủ nước, ngăn ngừa tình trạng lão quá sớm. Cẩm nang dưỡng vận: Quý nhân, Tỵ, Sửu; Tiểu nhân, Mùi, Thìn. Màu sắc may mắn: bạc, xám. Con số phát tài: 36, 03, 89. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2024. Công việc trong tuần tiến triển thuận lợi, cứ theo kế hoạch đã định, không phải lao tâm khổ tứ nhiều mà vẫn gặt hái thành quả đáng mong đợi. Có điều tuổi Quý Sửu cần mạnh dạn và xông xáo hơn nữa, có những lúc khiêm tốn quá mức lại không cần thiết, hãy chủ động phô diễn tài năng, ắt sẽ được ghi nhận. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần tất bật, liên tục nhận được nhiều đơn hàng,
Đầu tuần là lúc bạn hệ thống lại danh sách khách hàng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc, tránh tình trạng bận rộn quá mà mắc sai lầm. Đường tài lộc khá dượng, bản mệnh có thêm nhiều nguồn thu nhập, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng tiến. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để tiến hành đầu tư hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần biết lượng sức mình, với những lĩnh vực mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thì không nên quá mạnh tay đầu tư hay dồn hết tiền bạc vào đó. Sức khỏe của quý sửu được cải thiện đáng kể, những ai vừa mới ốm dậy hoặc tiến hành tiểu phẫu có quá trình phục hồi nhanh chóng. Chỉ cần bạn chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, suy nghĩ tích cực, lạc quan vui sống, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm chuyển biến tốt đẹp, không còn những mâu thuẫn cãi giả hay toan tính chuyện nhỏ nhặt. Hai bên dành nhiều thời gian để trò chuyện, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Nếu có thể, bạn hãy sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày để tạo không gian riêng tư cho cả hai hâm nóng tình cảm. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, tỵ, hợi, tiểu nhân, tuất, ngọ. Màu sắc may mắn, xanh dương, trắng. Con số phát tài, 22, 72, 59. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Sửu, tháng 10 âm lịch năm 2024. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của người tuổi Quý Sửu có chút giảm sút, hung vận lấn át các vận, lại có thiên cẩu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cẩu mang điềm báo của thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở con đường tiến thân trên con đường công danh sự nghiệp. Nhắc nhở những chú trâu chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bộc phát, kẻo rước họa vào thân. Vận trình công danh sự nghiệp thăng trầm bất định, thương quan cảnh báo con giáp này cần giữ tinh thần hăng hái và lạc quan trong công việc, tránh việc ủ rũ và buồn bã, bởi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất lao động, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến cho mình. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự tính khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Sức khỏe của tuổi Quý Sửu giảm sút nghiêm trọng, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu bất thường về răng miệng, da dẻ và xương khớp, cần chú trọng hơn đến chế độ dinh dưỡng, hình thành thói quen ăn nhiều rau, hạn chế thịt thà. Bên cạnh đó, tăng cường luyện tập thể thao, lười và thiếu vận động chính là nguồn gốc của bệnh tật. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, thân, ý, tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Con số phát tài, 12, 08, 60. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, lời nói đã xuất ra thì giống như bát nước đổ đi, thật khó thu lại. Trước khi nói một lời nào, người thông minh hiểu chuyện, bạn luôn hết sức thận trọng, giữ được khẩu khí của mình sẽ khiến tâm hồn chúng ta luôn thảnh thơi, hạnh phúc, cuộc đời cũng vì thế mà nhẹ bớt thanh tao. 1. Không cười người khác nghèo, không chê người khác ngốc. Mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn, có người thông minh thì cũng có những người chậm hiểu. Ở đời đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, dòng xoáy của cuộc đời với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì ta lại phải đi cười chê người khác. Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu, con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói, cười người chớ có cười lâu, cười ngày hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ xem mình sau này có bị cười nhạo lại không. Cười người giống như cười mình, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã, không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua cảnh đói khát, lang thang mới trân quý từng bát cơm lót dạ. Đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình là mình có thể cười người khác ngốc. Người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ dường như không nhìn thấy, không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú,
thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình. Có câu nói rằng, cần cù bù thông minh, biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp được sự thông minh và trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác không có bản lĩnh, mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. 2. Không ca nghèo kể khổ. Quỷ gốc tử đã nói, tu nhất trương phú quý chủy, hưởng nhất thế phú quý mệnh, nghĩa là tu sửa bản thân sao cho miệng nói ra những lời tốt lành, thì sẽ được hưởng một vận mệnh phú quý. Trong cuộc sống nhiều người luôn kêu than vì nghèo, càng kêu than họ lại càng nghèo khổ, bởi vì khi đó người ấy không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cũng không sẵn lòng cho đi điều gì, có xu hướng ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, như vậy, họ càng mất đi phúc báo. Hơn nữa chẳng ai muốn giúp đỡ một người chỉ biết kêu than và không biết nỗ lực phấn đấu cả. Đây là một tâm lý tiêu cực, loại tâm lý này sẽ khiến trở nên nghèo hơn, do đó, đừng bao giờ than nghèo. Người Trung Hoa có câu, thở dài nhẹ buông một tiếng, phận nghèo theo suốt 3 năm. Thở dài một tiếng thì không nghèo ngay được, nhưng những người thường xuyên thở dài sẽ tự tước đi vận may của mình, chiêu mời bất hạnh, xui xẻo. Những người hay thở dài, thường do tâm oán hận, cũng sẽ tạo ra năng lượng xấu xung quanh họ. Một tiếng thở dài sẽ làm tổn hại nguyên khí, mỗi tiếng thở dài sẽ làm giảm đi một phần tự tin. Một người không có ý chí và đức tin, làm sao có thể hạnh phúc? Vì vậy, đừng thở dài khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Người xưa nói, cuộc sống do chính chúng ta tạo ra, phước lành là tự mình mang đến. Con người sống ở đời phải biết mình, chỉ có thể dựa vào chính mình. Càng cao thán, càng bị người khác xem thường. Những người dù nghèo tới đâu cũng không ca thán, đều là những người đang âm thầm nỗ lực. Họ xem trọng thời gian, làm gì có thời gian ngồi đó than nghèo. Họ cho rằng chỉ có nỗ lực, tạo ra thành quả, người khác mới không coi thường họ. Vì vậy người nghèo nhưng không ca nghèo mới là cao nhân. Nếu bạn luôn kêu ca mình khổ, người khác không những không thích nghe, bản thân cũng sẽ cảm thấy chính mình vô vị. Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có chông gai thử thách. Cuộc sống dẫu có mệt mỏi tới đâu cũng đừng ca thán. Thiên hạ không có con trâu chết vì mệt, chỉ có con lợn chết vì lười. Vì vậy thà khổ hơn một chút cũng đừng để mình quá nhàn rỗi. Làm người, dù mệt tới đâu cũng không than mệt mới là người có nghị lực. 3. Phiền hà tới đâu cũng không tranh cãi. Một gia đình hòa thuận, trước giờ không bao giờ có lời to tiếng với nhau. Vì vậy dù có nghèo tới đâu cũng đừng cãi giả. Gia hòa thì vạn sự hưng, đã là người nhà phải đoàn kết và yêu thương nhau. Người xưa nói, thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn. Đây mới là lẽ sống đúng mực của gia đình. Đừng bao giờ tỏ ra tức giận, khi có gì đó không hài lòng, học cách khống chế cảm xúc, luôn tốt hơn bất cứ điều gì. Gặp việc đừng nóng nảy, nghĩ thoáng ra một chút. Nóng giận làm tổn thương gan phổi, không tốt cho sức khỏe. Nhẫn nhịn một chút sự bực tức sẽ nhanh chóng bay đi. Nóng giận làm tổn hại bản thân, chỉ có mình phải chịu đựng nhiều nhất. Vậy nên, làm người không tùy tiện nóng giận, bực tức, bốc đồng mới gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa nói, miệng có thể nói những lời đẹp đẽ, cũng có thể nói những lời sát thương. Những điều chúng ta nói chính là cuộc sống của ta. Không tức giận khi đối diện với lời nói xấu, oán trách, phỉ báng, vẫn kiên trì cầu đạo, không dao động. Có câu thành ngữ, gọi trâu cũng được, gọi ngựa cũng xong, nghĩa là người khác nhục mạ cũng được, ca ngợi cũng được, nhất quyết không so tính, không tức giận, thì bất luận cuộc đời gặp sự việc gì trên đời, thì con người vẫn luôn có lối đi. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.